Chùa Sóc Xoài thì nằm cách quốc lộ 80, đi về phía hướng biển và hướng Tây là khoảng hơn 100 mét. Và các bạn sẽ đi vào ngay chùa. Chùa được trùng tu vào các năm 24, 50, 61, 91 và đến nay. Đây là quan cảnh đi từ ngoài vào trong. Kỳ của chùa là Đại Đức Nhân Quảng. Đây là ở phía sau.
của các sư ạ. Phía bên là tàng kinh cát, phía bên là nơi ngồi thiền, và đây là chánh điện các bạn. Chút nữa mình sẽ đi vào chánh điện, bên trong chánh điện. Bên trong đây là được vẽ toàn bộ, rất là công phu. Bên ngoài dẫn đường chính, sẽ tăng nha các bạn. Đây là khu nghỉ ngơi của các sư. Đây là nhìn từ khu chai tăng ra chính điện.
sư đang ép để mà đưa lên tàng kinh két của chùa. Thank you.